chào các bạn đến với buổi chơi bài tập hôm nay của thầy. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái dạng bài là cho axit nitric tác dụng với các kim loại. Được chưa? Và đề bài ngày hôm nay chúng ta như sau. Hòa tan hoàn toàn 6,12 gam hỗn hợp gồm nhôm và magie vào dung dịch HNO3 loãng và thu được dung dịch X và 2,688 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Hỗn hợp Y gồm hai khí không màu, trong đó một khí hóa nâu trong không khí. Khối lượng của Y bằng 4,44 gam. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X và đun nóng thì không có khí mùi khai thoát ra. Vậy phần trăm khối lượng của nhôm trong hỗn hợp ban đầu bằng bao nhiêu? Thì đây là một cái bài toán rất là hay khi cho kim loại tác dụng với lại axit nitric, được chưa? Vậy chúng ta phải phân tích đề bài một chút nhé. Ở đây người ta chưa cho chúng ta cái sản phẩm khí là gì thì chúng ta phải đi xác định, được chưa? Ở đây chúng ta có hỗn hợp Y gồm hai khí không màu. Trong đó một khí làm sao? Hóa nâu ở trong không khí. Được chưa? Vậy thì chúng ta tìm được một khí rồi. Khí không màu mà hóa nâu, vậy nó khí NO. Vậy có khí còn lại chúng ta tìm như nào? Thì chúng ta phải dựa vào xem là cái M trung bình của hỗn hợp khí Y là gì, bằng bao nhiêu. Và từ đó chúng ta xác định là có NO rồi thì cái khí còn lại phải làm sao? Xác định theo hàng là NO. Cao hơn hay thấp hơn NO. Và ở đây một đề bài cho chúng ta một cái câu nữa này, đó là dung dịch NaOH dư vào X đun nóng thì không có khí mùi khai thoát ra. Vậy cái dung dịch X chúng ta không có muối amoni. Vậy là sản phẩm này khử của nitơ chỉ gồm có hai khí thôi. Trong hỗn hợp Y thôi, được chưa? Và từ đó chúng ta sẽ áp dụng để tìm ra xem là vậy cái số mol của nhôm bằng bao nhiêu, và từ đó chúng ta tìm được cái khối lượng của nhôm và phần trăm khối lượng của nhôm ở trong hỗn hợp ban đầu. Thì phương pháp chủ đạo của bài này chúng ta vẫn là đi bảo toán E thôi nha các bạn nhé. Nào bây giờ thì thầy sẽ đi giải chi tiết cho các bạn. Trước khi giải thì chúng ta sẽ tóm tắt đề bài một chút nhé. Nào, bạn để ý đề bài này. Chúng ta có 6,12 gam kim loại đúng không? Chúng ta có hỗn hợp kim loại là gồm nhôm và magie. Đó. Đây là 6,12 gam. Theo tác dụng với HNO3 loãng đúng không? Thì ta sử dụng dung dịch X cộng với lại khí Y đúng không? Khí Y ta xác định một khí NO rồi. À, một khí chúng ta sẽ xác định cho chấm đây. Chúng ta xác định là điền điền vào. Đây, khí gọi là một khí nữa chỗ này. Được chưa? Và cộng với lại nước. Nhớ đây đề bài thì nó không cho muối nitrat rồi. Chúng ta bỏ qua muối ammoni nitrat nhé. Cái số này thì với khí Y thì chúng ta có M của Y thì bằng 4,44 gam. Và ta có cái N của hỗn hợp Y, Ni đấy, thì bằng 26,88 đúng không? Lít khí rồi, vậy chúng ta tính ngay số mol của ấy là 26 phẩy đề bài là cho bao nhiêu nhỉ? 2,688 đúng không? 2,688 chia 22,4. Đôi khi thầy không thể tính nhầm được ngay. Đây là 0,12 mol, được chưa ạ? Đó, chúng ta có khối lượng của nó là 0,12 mol. Vậy chúng ta có M trung bình rồi. Khí M trung bình của Y bao nhiêu nhỉ? Ta lấy thằng này chia thằng này luôn nhá. M trung bình là 4,44 chia cho 0,12 để ta xác định được cái khí là gì. 4,44 chia 0,12 nha. Đây là 37. M trung bình là 37. M trung bình 37 mà NO bằng cái gì? M lớn 30 rồi, đúng không? Vậy cái khí tiếp theo mà chúng ta cần tìm ấy phải lớn hơn.
lớn hơn 37 đúng không? Mà khí không màu, chúng ta ghét các khí mà lớn hơn 37 là gồm hai khí gì không? Đấy. Mà lớn hơn 37 chỉ có thằng gì? NO2 và N2O. Đó, thằng này thì loại vì khí là nâu đỏ. Vậy khí chúng ta cần tìm là khí N2O. Vậy chỗ này là N2O nhé. Đây là 44. Chưa? Quá thỏa mãn điều kiện đề bài đưa ra. Vậy thầy đã tìm xong cái sản phẩm khí là gì rồi, được chưa? Bây giờ chúng ta đi vào nhiệm vụ là tính số mol của nhôm thôi. Ở đây này, chúng ta để tìm được số mol của nhôm ấy, đúng không? Thì chúng ta phải vận dụng định luật bảo toàn E vào đây. Mà bảo toàn E muốn được thì chúng ta phải biết được số mol của NO và N2O. Vậy nhiệm vụ chúng ta đầu tiên là tính số mol N của NO và N của N2O. À. Tính này thì chúng ta xem sao? Dựa vào cái phương trình khối lượng thôi và phương trình số mol thôi, đúng không? Thì gọi NO hay là x mol đi, đúng không? N của N2O là Y. Đó. Vậy chúng ta có x của Y ngay. Là bằng 0,12 rồi. Đúng không? Và phương trình khối lượng, đúng không? Thì có 30x cộng với 44Y bằng 4,44. Giải hệ ra ta có x và y ngay, đúng không? X bằng và y bằng 1 này 0,12 đúng không? 30 này, 44 này, 4,44 này. Đó, kết quả đây là 0,06 và hai thằng 0,06 hết, được chưa? Đó, x và y bằng 0,06 hết. Có x và y rồi đúng không? Vậy chúng ta bảo toàn E bình thường thôi, đúng không? Bảo toàn E, đúng không? Quá trình khử, quá trình oxy hóa. Ta có đây là thằng gì nhỉ? Thằng nhôm đúng không? Cộng với nhường đi 3E thành nhôm 3 cộng. Và magie chỗ này thì thành magie 2 cộng cộng 2E. Đó. Thì gọi thằng x-mon thì thằng này sẽ x có rồi đúng không? Thì A đi. A đi đây sẽ là 3E. Thì B đi, đây sẽ là 2B. Được chưa? Và chúng ta có quá trình khử là nitơ dương 5 xuống nitơ dương 2 cộng 3E và nitơ dương 5 xuống nitơ dương 1, 2 nitơ dương 1 đúng không? Đây là 2 cộng 8E. Thằng này chúng ta có 0,06 thì dài 0,06 nhân 3 hay 0,06 thì dài 0,06 nhân 8. Vậy bảo toàn E thì ta có này 3 cộng 2B bằng 0,06 nhân với lại 14, à không phải nhân với lại 10, 11 đúng không? Và 0,66 à. Không phải 66 đúng không? Đây là cái phương trình sao một đúng không? Thứ hai là phương trình khối lượng. Kim loại được chưa? Đó thì ta có là 27A cộng với 24B bằng đề bài cho đây là bằng 6,12 gam. Phương trình sau 2 đúng không? Sau cho gam đi rồi nhá. Đó, giải sao mổ của sau 2.
Thì ta thu được A và B ngay. Chúng ta giải hệ này. Bạn này chúng ta giải hai lần hệ nhé. Một lần hệ tìm số mol của NO và NH2O. Và cái lần thứ hai là tìm số mol của nhôm và Az. Sẽ có 27 này. Không, 24 này. 6,12 này. Được chưa? Tôi có 3 này. 2 này. 0,66 này. Đó, và kết quả chúng ta đây là 0,2 và 0,03. Vậy nhôm như này là 0,2 mol. Và magie là 0,03. Được chưa? Tóm này rồi thì ta tìm phần trăm của nhôm đơn giản thôi. Phần trăm M của Al bằng 0,2 nhân 27 chia cho 6,12 nhân với 100%. Và kết quả chúng ta là bao nhiêu đây? Tôi mới tính thôi. 0,27. 0,2 nhân 27 chia cho 6,72. Kết quả chúng ta đây là 88,23%, 24%. Đó, mà nhìn lại cái đề bài một chút này đúng không? Chúng ta có đáp án gì rồi? B đúng không? Phù hợp là 88,24%.